Kính thưa các quý vị đại biểu, trong thời gian qua, kinh tế số ở Việt Nam đã phát triển rất là nhanh chóng và có đóng góp rất là quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Theo báo cáo về kinh tế số Đông Nam Á năm 2023 của Google, Temasek và Bain & Company, thì kinh tế số Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm giai đoạn 2022-2023 là 19%, tăng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thì Việt Nam cũng đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng giá trị gia tăng của kinh tế số trên GDP đạt 20% và đến năm 2030 thì đạt 30%. Để tham gia hiệu quả hơn vào nền kinh tế số và duy trì năng lực cạnh tranh, thì các doanh nghiệp cũng cần từng bước chuyển đổi số, không ngừng cập nhật, ứng dụng các công nghệ mới và phù hợp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, vào quản lý và vận hành doanh nghiệp. Đặc biệt hiện nay thì nhiều công nghệ kỹ thuật số như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối, blockchain, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong nền kinh tế truyền thống. Ví dụ như hiện nay các cái công cụ hỗ trợ AI đang giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ quá trình ra quyết định, từ đó thì giúp doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng năng suất và tăng khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên thì quá trình chuyển đổi số mặc dù là đem lại nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp nhưng cũng đặt ra không ít những cái thách thức đối với doanh nghiệp trên không gian mạng, đặc biệt là vấn đề về rủi ro an toàn thông tin trên không gian mạng. Các cái mối đe dọa và rủi ro hiện nay trên không gian mạng ngày càng trở nên phức tạp, tinh vi, khó bị phát hiện và ngăn chặn hơn. Việc chủ động trang bị các kiến thức về an toàn thông tin sẽ giúp cho các doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro và hạn chế thiệt hại khi bị tấn công mạng. Kính thưa các quý vị đại biểu, với sự hỗ trợ của Quỹ Châu Á, Hội đồng Doanh nữ Việt Nam thuộc VCCI sẽ triển khai dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam trong giai đoạn 2024-2027. Và mục tiêu chung của dự án là nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thông qua các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ phát triển kinh doanh của phụ nữ, thúc đẩy phát triển các mạng lưới kinh doanh và mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ lãnh đạo. Khóa đào tạo ngày hôm nay là khóa đầu tiên trong chuỗi 3 khóa tập huấn trực tuyến trong tháng 8 do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức với các cách chủ đề khác nhau về kỹ năng số và an toàn thông tin. Và chúng tôi hy vọng sau khóa học ngày hôm nay thì các học viên sẽ biết cách ứng dụng các công cụ AI một cách hiệu quả hơn trong hoạt động của doanh nghiệp, cũng như là nhận diện rõ hơn các rủi ro an toàn thông tin trong thế giới số và có những cái hành động thiết thực giúp cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Cuối cùng thì thay mặt cho Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, chúng tôi cảm ơn Quỹ Châu Á đã hỗ trợ để tổ chức hoạt động hội thảo tập huấn ngày hôm nay và xin chúc khóa tập huấn sẽ diễn ra tốt đẹp, thật sôi nổi, đạt hiệu quả tốt nhất và chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn ạ.